Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay của chúng tôi gồm có các nội dung chính sau đây. Chín tháng đầu năm, kiều hối về thành phố đạt 5,1 tỷ đô la Mỹ, tương đương 85% lượng kiều hối năm ngoái. Nghị quyết Quốc hội về giải pháp hỗ trợ miễn giảm nhiều khoản thuế. Bắt giữ khởi tố đối tượng đường dây mại dâm con nuôi bố nuôi tại Hà Nội. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm nay, lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh đạt 5,1 tỷ đô la Mỹ. Con số này tương đương 85% lượng kiều hối của cả năm ngoái. Số liệu từ thống kê mới nhất do lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp, năm ngoái thành phố nhận được khoảng 6 tỷ đô la. Hiện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh chưa thống kê được số lượng kiều hối này chảy vào những lĩnh vực nào trong nền kinh tế. Nhưng trong bối cảnh dịch bệnh tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng của nền kinh tế, có khả năng một phần lớn kiều hối được gửi về để hỗ trợ cho người thân gặp khó khăn, đồng thời có một phần dùng để hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Cũng như mọi năm, lượng kiều hối chủ yếu đến từ Mỹ, Australia, Canada, châu Âu chiếm tỷ trọng lớn. Hôm qua cũng là ngày cuối cùng của đợt thí điểm khôi phục đường bay nội địa kéo dài 10 ngày. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng thêm các chuyến bay nội địa và duy trì tuyến đường sắt đường bộ. Hôm qua cũng là ngày cuối cùng của đợt thí điểm khôi phục đường bay nội địa kéo dài 10 ngày. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng thêm các chuyến bay nội địa và duy trì tuyến đường sắt đường bộ. Phó Thủ tướng cho rằng, việc thí điểm bước đầu đạt được kết quả về phục hồi sản xuất và phục hồi lĩnh vực giao thông. Ông Thành xác định tiếp tục duy trì và mở thêm các chuyến bay, đồng thời chỉnh sửa một số điều kiện phù hợp hơn với thực tế. Theo tin mới nhất từ Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 21 tháng 10, máy bay, tàu hỏa được tăng tần suất khai thác, riêng phía hành khách được nới lỏng điều kiện phòng dịch. Chủ tịch Quốc hội vừa ký nghị quyết số 406 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, đặc biệt là miễn giảm thuế. Tuy nhiên, biện pháp này chưa áp dụng với thu nhập doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số. Nghị quyết nêu rõ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 năm 2021 đối với hộ cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch bệnh trong năm 2021. Chính phủ sẽ triển khai để người dân hưởng thụ lợi ích. Cơ quan này sẽ tiếp tục rà soát thực hiện các giải pháp theo thẩm quyền để hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức bị ảnh hưởng để phục hồi sản xuất kinh doanh. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10 năm nay. Sau khi Trương Dụng làm khu cách ly, thời điểm này các trường học đã bắt đầu được bàn giao để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường. Công tác vệ sinh, khử khuẩn và sửa chữa trường lớp đã được tiến hành nhanh chóng. Được sử dụng làm khu cách ly trong gần 3 tháng, trường Trung học cơ sở Hà Quy Tập, quận Bình Thạnh đã chính thức bàn giao lại cho nhà trường được gần một tuần nay. Nhà trường cũng đã có sự chuẩn bị. Thì mình cũng thông cảm khi mà các bệnh nhân họ ở đây, thì đương nhiên là phải có những cái hư hao về cơ sở vật chất. Phòng tài chánh và ủy ban quận cũng đã hướng dẫn mình thẩm định và mình trình lên để nay mai là họ sẽ sửa chữa cho mình. Còn trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám được Trương Dụng làm nơi tiêm vaccine. Trong khi chờ được phê duyệt ngân sách, nhà trường đã chủ động cho sơn phết lại và thay thiết bị nhà vệ sinh. Về cái cơ sở vật chất thì chắc chắn là trong thời gian sử dụng và đặc biệt trong cái thời gian dịch bệnh thì chúng ta không thể nào mà duy tu sửa chữa kịp thời. Thì do đó cái cơ sở chất nó bị xuống cấp. Việc vệ sinh khử khuẩn theo quy định, hoàn trả đúng hiện trạng để các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn cho học sinh giáo viên. Điều này cũng giúp họ an tâm khi đến trường học tập giảng dạy trở lại trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, dự án di dời Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa có tổng số mộ bị ảnh hưởng là 57.000. Tuy nhiên đến nay, việc di dời chỉ mới đạt được hơn 27.000 mộ, chiếm 51%. Quá trình bàn giao mặt bằng và chỉnh trang lại khu vực để đảm bảo cuộc sống cho người dân vẫn còn những khó khăn. Đây là con đường mà nhiều người dân phải đi qua mỗi ngày. Vấn đề như là môi trường thì nó bị ô nhiễm, rồi ô nhiễm nguồn nước nữa. Nên thành ra mình cũng sợ cái đó, đi nhất là đi ban đêm về cũng sợ lắm. Rồi ban ngày cũng vậy nữa. Có những thành phần mà còn lưu trú lại trong Nghĩa Trang thì tệ nạn tùm lum nó cũng hút chích đầu nó. Dự án di dời Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa thuộc địa bàn quận Bình Tân được chia làm 3 giai đoạn, triển khai từ năm 2014. Và đã thực hiện xong công tác bồi thường cho thân nhân đến bốc mộ đạt gần 90%. Khó khăn nhất của dự án thì hiện nay là các thân nhân á, thì nó nhiều ở nhiều tỉnh thành lắm. Có cả kể cả có những thân nhân ở định cư ở nước ngoài. Hiện nay cũng đang trình thành phố để xin xem xét.
Được biết giai đoạn cuối bàn giao mặt bằng trống liên quan dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa là đến năm 2025. Nếu thân nhân không đến đăng ký thì quận có trình giải pháp lưu cốt, thành phố cũng đang xem xét đảm bảo cho người dân an tâm. Dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố đồng thuận đề xuất thực hiện. Đây được cho là tuyến giao thông trọng điểm và đang nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Dự án cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài nằm trên địa bàn thành phố và tỉnh Tây Ninh, bắt đầu từ đường vành đai 3 thuộc huyện Củ Chi, đoạn cuối kết nối vào quốc lộ 22 khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và giảm tải cho quốc lộ 22. Thứ nhất là nó giảm được cái thời gian vận chuyển cho các nhà máy, các nhóm sản phẩm từ các cảng thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai đi đến cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Thứ hai là nó sẽ tiết kiệm chi phí về logistics rất là nhiều. Nó sẽ góp phần phát triển được cái vành đai kinh tế giữa dọc theo cái quốc lộ 22, giúp cho phát triển được cái khu kinh tế gọi là Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh mình. Khi được hoàn thành, đây sẽ là tuyến giao thông xuyên Á, kết nối các trung tâm kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đô thị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các đầu mối cảng biển, cảng hàng không quốc tế và khu vực kinh tế ASEAN. Tiếp theo trong chương trình. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ra mắt mạng xã hội mới của riêng mình, Truth Social. Vẽ lên đầu khách hàng các tác phẩm nghệ thuật có giá từ 20 đến 30 đô la Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông báo sẽ ra mắt mạng xã hội mới của riêng mình mang tên Truth Social. Đây là động thái mà ông gọi là nhằm chống lại những gã khổng lồ công nghệ như Facebook hay Twitter vốn đã cấm ông trên các nền tảng của họ. Trong một tuyên bố có đoạn ông viết, chúng ta đang sống trong một thế giới mà Taliban hiện diện rộng rãi trên Twitter, còn vì Tổng thống Mỹ bạn yêu thích lại bị buộc im lặng. Điều này là không thể chấp nhận. Mạng xã hội Truth Social sẽ chạy bản beta vào tháng 11, còn phiên bản đầy đủ dự kiến sẽ xuất hiện vào quý 1 năm 2022, ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ. Cựu Tổng thống Mỹ bị nhiều nền tảng xã hội cấm cửa sau vụ bạo loạn đồi Capitol hồi đầu năm nay. Ông Trump tháng trước đã đệ đơn kiện yêu cầu Twitter trả lại tài khoản sau khi kiện Facebook, Twitter và Google với lý do thực thi kiểm duyệt bất hợp pháp. Thẩm mỹ viện là một trong những nơi cuối cùng ở Kabul mà phụ nữ có thể gặp gỡ nhau bên ngoài nhà của họ. Các cơ sở làm đẹp được xem như là bong bóng tự do cho phụ nữ Afghanistan trong bối cảnh Taliban đã kiểm soát đất nước. Chị Mohadesa khai thác viện thẩm mỹ này từ lâu, nơi phụ nữ có thể đến làm đẹp và thử những phong cách trang điểm ngoại hình ưa thích. Khi Taliban kiểm soát Afghanistan trở lại, chủ tiệm này quyết định vẫn tiếp tục hoạt động. Taliban đe dọa chúng tôi, đập cửa cảnh cáo, cấm chúng tôi một số điều, nhưng chúng tôi cứ liều hoạt động để duy trì thu nhập cho gia đình. Trong giai đoạn từ năm 1996 đến 2001, Taliban cấm các thẩm mỹ viện. Khi đó, những ai để lộ sơn móng tay có thể bị đoạn chi. Sau khi quay trở lại nắm quyền ở Afghanistan từ tháng 8 qua, Taliban khẳng định họ có quan điểm hiện đại hơn. Tuy nhiên, một số quan chức trên truyền thông vẫn tuyên bố dầu thơm và giày cao gót bị xem là những vật phẩm cần loại bỏ. Trong một tiệm cắt tóc nhỏ tại miền Bắc Ấn Độ, hai anh em vẽ lên đầu khách hàng những sáng tạo xứng đáng gọi là tác phẩm nghệ thuật, những thiết kế riêng có giá từ 20 đến 30 đô la Mỹ. Hai anh em Rajwinder Singh Sidhu và Govinder Singh Sidhu ở thị trấn Dabwali là những thợ tóc nổi tiếng. Từ ngôi đền Taj Mahal đến bức chân dung sống động như thật của ngôi sao nhạc pop Michael Jackson, tất cả được bộ đôi thợ cắt tóc tái hiện chân thực và chi tiết trên đầu của khách hàng. Sau khi gội đầu, họ cạo một phần tóc của khách hàng và dùng kéo tông đơ để bắt đầu vẽ lên các đường nét. Sau đó dùng bút chì để vẽ các chi tiết cho rõ nét hơn. Hai anh em chia sẻ, họa tiết phức tạp có thể mất đến 4 giờ đồng hồ để hoàn thành, còn những họa tiết đơn giản hơn hoàn thành trong 1 giờ. Bộ đôi còn có kế hoạch mở rộng kinh doanh ra ngoài Ấn Độ. Hóa thạch của Bichon, con khủng long ba sừng lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới, chuẩn bị được mang ra đám đấu giá ở Paris, Pháp. Nhà đấu giá Truo dự đoán bộ hóa thạch có niên đại 66 triệu năm tuổi này sẽ mang về 1,5 triệu euro. Với chiều cao khoảng 8 mét, đây là mẫu vật thuộc loài Triceratops lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới. Cái tên Bichon được đặt theo chủ sở hữu khu đất,
nơi phát hiện hơn 200 mẫu xương của con khủng long ba sừng này. Các nhà cổ sinh vật học đã khai quật mảnh xương đầu tiên của bộ quái thạch này vào năm 2014 tại một dũng ngập cổ đại ở Nam Dakota và sau đó nhanh chóng được đưa tới Italia để khôi phục. Do được bảo quản trong bùn, khung xương của Big John có tỷ lệ hoàn chỉnh lên tới 60%. Tuy nhiên, việc mua bán một mẫu vật quý giá như thế này làm dấy lên mối lo ngại về việc thất lạc, khó kiểm soát và hạn chế trong công cuộc nghiên cứu của ngành khoa học thế giới. Với tên gọi con nuôi, bố nuôi, Sugar Baby, Sugar Daddy, người bán dâm và mua dâm có thể gặp nhau tại nhà riêng, phòng trọ hay những địa điểm bí mật đã được thỏa thuận trước trên mạng xã hội. Công an hình sự quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ và khởi tố đối tượng môi giới mại dâm qua hình thức trá hình này. Trong quá trình điều tra, công an xác định có 10 gái bán dâm và 2 khách mua dâm trong nhóm kết nối Sugar Daddy và Sugar Baby Hà Nội do Hà Trọng Thắng, ngụ tỉnh Quảng Nam thành lập từ năm 2020 với hơn 30.000 thành viên. Trong nhóm này, thành viên nữ hay còn gọi là Sugar Baby sẽ được quản lý trang tìm thành viên nam phù hợp, tiến hành ghép đôi rồi gặp nhau để quan hệ tình dục. Có 2 gói dịch vụ khác nhau tùy theo túi tiền, giá từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng gồm cả tiền chu cấp và môi giới. Trong group thì sẽ có các bạn nữ là baby là đang khó khăn thì vào nhờ tôi giúp đỡ để tìm một daddy để hỗ trợ chu cấp cho hàng tháng. Đối với daddy thì daddy trả cho tôi 2 triệu tiền phí kết nối, còn đối với baby thì là 1 triệu. Lực lượng chức năng cho biết địa điểm mua dâm có thể là phòng trọ hoặc nhà riêng, gây khó khăn cho công tác phòng chống và triệt phá. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý. Một đường dây số đề với giá trị giao dịch hàng tỷ đồng vừa bị công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng phát hiện và triệt phá. Mọi hoạt động đều được thực hiện qua một ứng dụng trên điện thoại thông minh để nhận tịch từ các đầu mối. Chuyên án được xác lập từ trung tuần tháng 4 đến tháng 10, công an quận Thanh Khê đã ập vào nhà của các đối tượng bắt giữ Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Thu Anh. Hiền khai nhận đường dây gồm 5 người cầm cái ở nhiều địa điểm khác nhau, số tiền làm cái mỗi ngày là từ 500 đến 700 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Hữu Toàn, trú quận Hải Châu, được thuê để nhận tịch. Hầu hết là sử dụng mạng Internet. Ngoài cái việc chuyển tịch qua tin nhắn điện thoại thì các đối tượng còn chuyển tịch qua các hình thức khác như qua Zalo đã gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra. Hiện tổng số tiền đánh đề ước tính hơn 3 tỷ đồng. Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, tiếp tục mời các đối tượng có liên quan ra làm việc, phục vụ điều tra. Sáng nay, hai đối tượng Trần Thanh Tuấn và Nguyễn Thanh Long đã bị công an An Giang tạm giữ về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Họ đã cấu kết với đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia để đưa người qua biên giới. Ngày 18 tháng 10, Tuấn được một đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh thuê đưa 16 người qua Campuchia với tiền công là 12 triệu đồng. Một ngày sau, Tuấn giao 7 người cho Long đưa họ qua biên giới. Tuy nhiên, hành động phi pháp này đã bị công an tỉnh bắt quả tang. Tiến hành kiểm tra một nhà trọ ở xã Phước Hưng, huyện An Phú, nơi ém người chờ đi, tổ công tác phát hiện 9 người còn lại. Chiều qua, Long đã đến cơ quan công an đầu thú. Tuấn và Long khai nhận trước đó ngày 17 tháng 10 đã đưa trót lọt 4 khách khác qua biên giới. Những ngày qua, khoảng 50 tấn rác thải từ trên đồi tràn xuống, gây ách tắc dòng suối và ảnh hưởng nhiều vườn cây của các hộ dân khu vực giáp ranh với nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt. Đại diện nhà máy cho biết đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở bãi chứa rác do mưa lớn trong nhiều ngày. Theo quản lý nhà máy, đây là lượng rác cũ khoảng 40.000 tấn đã được chôn lấp chưa đúng quy trình những năm trước. Nay đơn vị đào lên để xử lý theo quy trình thì xảy ra sự cố sạt lở. Hiện nhà máy đã giăng lưới thép để khắc phục tạm thời, chờ khi thời tiết thuận lợi để khắc phục dứt điểm. Công ty cũng sẽ làm việc với người dân và chính quyền địa phương để rà soát, tiến hành bồi thường thiệt hại. Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt mỗi ngày xử lý khoảng 250 tấn rác. Đây là nơi duy nhất xử lý rác cho thành phố Đà Lạt và một phần của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Còn tại Bình Phước, vừa khôi phục lại sản xuất sau dịch, những ngày gần đây mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra ở một số nơi khiến cho các nông hộ huyện Đồng Phú thêm điêu đứng. Thiên tai tại xã Tân Tiến trong 2 đêm trước khiến hàng chục hecta cây trồng bị gãy đổ, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 50 hộ dân bị ảnh hưởng do lốc xoáy hai tối 19 và 20 tháng 10, trong đó có khoảng 20 hộ thiệt hại nặng với 40-50% diện tích cây trồng bị gãy đổ. Thất thần là điều dễ nhận thấy trên khuôn mặt của các hộ dân, khi chỉ trong chớp mắt, tâm huyết lao động đã bị cuồng phong kéo đổ. Nó tàn phá mạnh quá, cả cao su, cả điều lẫn tiêu là anh em bà con là thiệt hại rất là nặng.
Theo chia sẻ, cây tiêu có thể dựng lên lại để chăm sóc nhưng rất tốn chi phí. Còn điều và cao su nếu bị gãy đổ nhiều thì hầu như phải cắt bỏ hết vườn. Mong muốn của các hộ dân lúc này là chính quyền địa phương sẽ có chính sách hỗ trợ phù hợp để họ sớm ổn định lại sản xuất, tái canh cây trồng. Thông tin cập nhật, chiều nay Hàn Quốc đã phóng tên lửa vũ trụ đầu tiên do nước này tự chế tạo. Như vậy, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 10 trên thế giới có thể đưa vệ tinh lên vũ trụ bằng công nghệ trong nước. Tên lửa 3 tầng KSLV-2 Nuri được phóng từ trung tâm không gian Naro ở Goheun vào 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Tên lửa nặng 200 tấn và sử dụng nhiên liệu lỏng để vận hành. Tên lửa này chở theo một vệ tinh giả nặng 1,5 tấn lên quỹ đạo nằm cách trái đất 600-800 km. Đây là một phần trong nỗ lực chinh phục không gian, bao gồm việc phóng các vệ tinh giám sát định vị liên lạc và cả tàu do thám mặt trăng. Theo giới chức an ninh quốc gia Hàn Quốc, đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc phóng vệ tinh để theo dõi tình hình trong khu vực. Từ trước đến nay, Seoul gần như vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ về các thông tin tình báo từ vệ tinh. Chương trình hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hãy tiếp tục cập nhật các thông tin trong chương trình 60 giây sáng mai, phát sóng lúc 6:30 trên hai kênh HTV7 và HTV9. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.